Chào các bạn, mình đang ở gian hàng LG ở CS 2024 và đây là cái máy chiếu LG CineBeam Cube. Thì nó là một cái máy chiếu di động có độ phân giải là 4K và dùng cái công nghệ chiếu là laser RGB, độ sáng có tới 500 lumen. Thì nó là một cái máy chiếu di động, pin của nó là khoảng 3 tiếng và chính xác thì nó sẽ khác khi mà nó ra mắt. Đây là sản phẩm prototype thôi, khoảng tháng 3 thì nó sẽ bán ra. Về kiểu dáng thì nhìn nó rất là classic, nó có một cái quai thì anh em có thể nhấc lên ha, hoặc là xoay nó xuống dưới để nhóc cái đầu của cái máy chiếu lên hướng một cái hướng nào đó mà anh em muốn. Và khi mình thử ở đây thì khi bất kỳ chỗ nào mình di chuyển cái máy chiếu thì nó tự động nó canh cái khung hình lại rất là dễ dàng, chúng ta không cần phải làm chuyện đó. Đó. Và nó có một cái dàn phụ kiện rất là đẹp ở đây để anh em có thể xài nó thoải mái hơn. Ví dụ như đây là một cái phụ kiện để có thêm một cái cục pin ở dưới, như vậy anh em có thể không suy nghĩ về cái pin xài cho nó. Hay là một cái bao da rất là đẹp ở đây, thì bao da này có cả ngăn để mà để cái remote của nó nữa, hoặc là một cái phụ kiện khác nữa để nhìn cho nó đẹp hơn thôi. Đó. Về cấu hình thì mình nhắc lại, nó có cái độ phân giải là 4K, một máy chiếu di động độ phân giải 4K rất kinh khủng. Và cái tốc độ làm tương của nó là 100Hz. Kích thước màn hình và người ta khuyên anh em sử dụng đó là khoảng 120 inch, và mình thấy như vậy là 120 inch nhá, khoảng chiếu khoảng chừng 60 phân, và nếu để dài ra nữa thì có thể lớn hơn nữa. Thì như vậy đó là một cái máy chiếu rất là tuyệt vời đó. Và với phụ kiện pin cũng như tất cả mọi thứ ở đây thì mình nghĩ rằng là cái Samsung Freestyle á, sẽ khó để mà cạnh tranh được với lại cái LG CineBeam Cube này về cấu hình cũng như về khả năng. Ở đây thì em thấy rằng là người ta chiếu hai cái máy chiếu CineBeam Cube lên trên cái màn hình kia với kích thước này khoảng chừng hơn 100 inch, và màu sắc rất là đẹp, tuy là xung quanh vẫn còn nhiều ánh sáng. Mình rất là thích cái concept này của LG. Mình nghĩ rằng họ làm cái sản phẩm này bởi vì Samsung rất thành công với lại các Freestyle, nhưng mà bởi vì là họ đi sau cho đó, họ phải làm tốt hơn ha. Thứ nhất là độ phân giải cao hơn, độ sáng cao hơn, và tất cả mọi thứ thiết kế phụ kiện hay là hỗ trợ nó đều tốt hơn, rất tuyệt vời. Mình mong chờ cái sản phẩm này. Xin cảm ơn.